Gia đình chúng con xin hồi
đồng hơn, nâng đỡ và tiếp tục cầu nguyện cho anh cho con được sớm ngừng cơn nha Thiên Chúa. Chị và anh chúng tôi cùng toàn thể quan trọng cũng nói lên lời cảm ơn các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc và chữa trị cho người thân của chúng tôi kể từ khi lâm bệnh cho đến bây giờ. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ban truyền thông của giáo phận, giáo sĩ Trung Đồng đã truyền tin sự ra đi của anh chúng tôi. Nhờ đó mà chúng tôi được nhiều người thân yêu thêm lời cầu nguyện. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các công ty, các doanh nghiệp, bạn bè thân hữu gần xa các bạn như cúng viếng và cầu nguyện cho người thân của chúng tôi. Chính trên một đoàn với thân phận con người yếu đuối khi còn sống ở giữa cộng đoàn, chắc chắn những thân của chúng con cũng tránh khỏi những lời nói thiếu sót với tình bác ái trong chúng Kitô. Gia đình chúng con xin cộng đoàn đồng tình tha thứ và cầu nguyện cho người thân của chúng con sớm được con nha Thiên Chúa. Đồng thời trong khi tổ chức tang lễ, gia đình chúng con còn nhiều điều thiếu sót. Chúng con kính cha tổng đại diện, quý đức ông, quý cha giám đốc, quý thầy, quý dì và toàn thể cộng đoàn đồng tình tha thứ và thêm lời cầu nguyện cho gia đình chúng con. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý thầy và toàn thể cộng đoàn. Chúng con xin đồng nói rằng con cầu xin Chúa thương.
Nên giờ đây chúng ta xin trả về lòng đất. Thân xác này là thân xác bởi đất mà ra. Nhưng vì Đức Kitô, đấng đầu tiên từ có chết sống lại, sẽ biến đổi thân xác vật hèn của chúng ta nên thân xác vinh hiển của người. Bởi thế, chúng ta xin phó thác linh hồn anh Giuse cho Chúa. Xin người đón nhận anh Giuse vào chốn bình an và cho anh sống lại trong ngày sau hết. Chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với cô Martha khi em cô qua đời. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù sẽ chết cũng sẽ được sống. Vì thế, chúng ta hãy tin tưởng và dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã khóc thương bạn của Chúa là Nazaro mới qua đời, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhãn lời thương con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin ban sự sống đời đời cho linh hồn Giuse, linh hồn Giuse. Chúa đã dùng phép rửa mà thanh hóa người anh em chúng con là linh hồn Giuse vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhãn lời thương con. Chúa đã lấy mình máu thánh Chúa mà nuôi dưỡng người anh em chúng con nơi bàn tiệc thánh. Giờ đây xin Chúa đón nhận linh hồn Giuse vào nước Chúa giữ tiệc muôn đời. Xin Chúa nhận lời thương con. Chúng con đang thưa khóc người anh em chúng con, xin Chúa tăng thêm lòng tin để nâng đỡ an ủi chúng con và giúp chúng con vững lòng thân cây sẽ được sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời thương con. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chúng đến, ý Cha thế gian dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Tha lỡ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có lỡ chúng con. Xin Chúa để chúng con xa chưa cam dỗ. Chúng con cho hỏi sự vụ. Lạy Chúa, khi còn sống, anh Giuse đã nguyện theo Chúa. Nay anh Giuse đã qua đời, thì xin Chúa rửa lòng thương tha phạt những hành vi tội lỗi của anh. Và cũng như khi còn sống ở trần thế, anh đã liên kết với cộng đoàn tín hữu chúng con nhờ đức tin chân thật. Thì giờ đây, ước sự nhờ tình thương Chúa, anh Giuse cũng được hợp đoàn cùng các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu Kitô, giờ đây chúng con đưa mắt nhìn lên Chúa. Chúa hứa một mọi người rằng Chúa là đấng cao cả muôn trùng. Những gì Chúa đã sống trên thế gian này sẽ còn được tiếp tục qua chúng con. Và ngọn lửa Chúa đã đốt lên trong tâm hồn chúng con, ai sẽ dập tắt được? Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã ban cho chúng con tìm ra khuôn mặt thật của mình. Khi đưa mắt nhìn lên Chúa, Chúa là đấng mời gọi chúng con vươn lên khỏi cuộc sống hôm nay. Chúa hiện diện trong mỗi chúng con giữa người với người. Xin giúp chúng con đứng thẳng để tình yêu mạnh mẽ hơn thân trước. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiển trí muôn đời. Amen. Hẹn nhau trong nước trời.
đi. Xin chúc tôi may mắn anh em, xin để lại anh em đôi lời, yêu thương nhau mãi mãi anh em.